Trong khuôn khổ bản tin tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến những tin tức chính sau đây. Xếp lớn ra yêu sách với Hiraven, đêm nay Văn Hậu sáng cửa ra sân. Thầy Park Mách Nước khuyên đồng nghiệp Hàn Quốc cẩn trọng với lời mời chào từ Indonesia. Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ Lương Xuân Trường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Xếp lớn ra yêu sách với Hiraven, đêm nay Văn Hậu sáng cửa ra sân. Báo chí Hà Lan loan tin rằng là giám đốc kinh doanh của SC Hiraven, Martin Koopman, đã có những trao đổi với huấn luyện viên Johnny Jansen về việc cho Văn Hậu thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tờ báo của đài truyền hình Omroep Friesland Hà Lan đã đăng tải thông tin về việc là giám đốc kinh doanh Martin Koopman của câu lạc bộ Heerenveen đã đích thân có những trao đổi với huấn luyện viên Johnny Jansen về vấn đề thời gian thi đấu của đoàn Văn Hậu. Như quý vị và các bạn đã biết thì kể từ khi chuyển sang Hà Lan, Văn Hậu luôn được điển tên trong danh sách thi đấu của Heerenveen. Nhưng đáng tiếc là anh vẫn chưa khi nào có cơ hội vào sân. Ngay cả đến một trận đấu ở Cúp Quốc gia, gặp đối thủ hạng dưới như Excelsior thì hậu vệ trái người Việt Nam cũng chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Việc một giám đốc kinh doanh có ý kiến về vấn đề nhân sự của câu lạc bộ là một điều hiếm thấy với bóng đá Hà Lan. Tuy nhiên, theo lời chủ tịch của câu lạc bộ Rosemont của Heerenveen thì ngoài yếu tố về chuyên môn, Văn Hậu còn là cầu nối để câu lạc bộ Hà Lan này mở rộng thêm thị trường ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Được biết là Heerenveen vẫn đang tìm kiếm thêm những nhà tài trợ mới và hai trong số đó là các doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Dù vậy thì với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội bóng, ông Johnny Jansen đến thời điểm này vẫn kiên định với việc là để Văn Hậu tiếp tục ngồi dự bị. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết là ông muốn Văn Hậu có thêm thời gian để làm quen với phong cách và nhịp độ chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Huấn luyện viên Johnny Jansen cũng cho biết là ông hy vọng Văn Hậu sẽ thực sự sẵn sàng để nắm bắt cơ hội ra sân thi đấu vào đầu năm 2020. Trở về Heerenveen sau chức vô địch SEA Games, Văn Hậu cũng đã được đội chủ sân Abenetra tổ chức riêng một buổi lễ vinh danh ngắn trước trận đấu với William 2 ở vòng 17 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngay cả khi chưa được ra sân trong một trận đấu chính thức, nhưng theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, thời gian ăn tập ở Hà Lan vừa qua đã giúp cho Văn Hậu có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, từ thể chất, các kỹ năng cho đến tư duy chơi bóng. Tuy nhiên, Văn Hậu sẽ có cơ hội thử sức vào đêm nay, Heerenveen gặp đối thủ dưới cơ là Roda JC ở Cúp Quốc gia Hà Lan. Mặt trận nhiều đội đều để đội hình phụ thử sức. Heerenveen đang bước vào giai đoạn thi đấu khốc liệt, đội hình chính thức vừa đấu cách đây 4 ngày, nên rất có thể là ông Jansen sẽ cho Văn Hậu có trận chào sân. Chúng tôi luôn theo sát những bước đi của Văn Hậu và biết cậu ấy thi đấu thế nào. Giành huy chương vàng SEA Games là điều rất tuyệt và gây ngạc nhiên cho chúng tôi. Thực sự tôi không nghĩ Văn Hậu lại chơi hay như vậy ở SEA Games, đặc biệt ở trận chung kết. Câu lạc bộ đã vinh danh cậu ấy vì những nỗ lực đó, ông Johnny Jansen đã chia sẻ, và như chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn những chia sẻ của huấn luyện viên Johnny Jansen. Trở lại với câu hỏi là bao giờ Văn Hậu được sử dụng thì chiến lược gia 44 tuổi đã kêu gọi các cổ động viên của câu lạc bộ và cổ động viên từ Việt Nam cần kiên nhẫn, bởi vì cầu thủ này mới trở lại sau hơn 6 tuần thi đấu liên tục cho đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ Lương Xuân Trường. Quá trình hồi phục chấn thương dây chằng của tiền vệ Lương Xuân Trường đang tiến triển rất tốt và anh sẽ sớm trở lại Việt Nam để điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup thì tiền vệ Lương Xuân Trường đã gặp phải chấn thương nặng khi anh bị đứt dây chằng chéo trước và phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật điều trị. Theo những thông tin mới nhất, sau khoảng hơn 2 tháng điều trị ở Hàn Quốc, chấn thương của Xuân Trường đã có nhiều tiến triển tích cực và cầu thủ người Tuyên Quang sẽ được phép trở về Việt Nam vào đầu tháng 1 tới. Cụ thể là theo Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, thì Xuân Trường sẽ về nước vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 và tiếp tục quá trình hồi phục ở Hoàng Anh Gia Lai theo phác đồ điều trị của các bác sĩ Hàn Quốc. Dự kiến thì Xuân Trường sẽ cần thêm khoảng 3 tháng nữa để có thể quay trở lại thi đấu. Đây thực sự là một tin rất vui dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi tài năng của Xuân Trường là điều không cần phải bàn cãi. Đặc biệt là vai trò của Xuân Trường vào lúc này ở đội bóng Phố Núi là vô cùng quan trọng, vì ngoài yếu tố về chuyên môn, anh còn đóng vai trò như một thủ lĩnh về tinh thần. Toàn bộ chi phí điều trị cho Xuân Trường đều được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chi trả khi anh bị chấn thương trong thời gian phục vụ đội tuyển quốc gia. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, hy vọng là Xuân Trường có thể kịp trở lại cho cuộc tiếp đón Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 6 năm sau. Thầy Park Mách Nước khuyên đồng nghiệp Hàn Quốc cẩn trọng với lời mời chào từ Indonesia.
Truyền thông xứ Hàn mới đây đã đặt câu hỏi với huấn luyện viên Park Hang-seo về việc là liệu đồng nghiệp người Hàn Quốc, huấn luyện viên Shin Tae-young có nên nhận lời mời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia hay không. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì những thông tin về việc huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-young lọt vào tầm ngắm của Hiệp hội bóng đá Indonesia PSSI được nhắc đến khá nhiều sau thành tích bết bát của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Dù vậy thì mọi việc đến lúc này vẫn chưa thể ngã ngũ. Thậm chí là cách đây không lâu, tờ Chosun còn đưa tin về việc là huấn luyện viên Shin Tae-young đã đồng ý dẫn dắt một câu lạc bộ ở giải hạng 2 của Trung Quốc. Dù vậy, sau đó viện chiến lược gia từng giúp cho Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018 đã lên tiếng khẳng định là mình vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Sau thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam thì có thêm một huấn luyện viên xứ sở kim chi nữa lọt vào tầm ngắm của một đội bóng ở Đông Nam Á là điều được truyền thông Hàn Quốc rất quan tâm. Trong buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay, phóng viên Hàn Quốc đã đưa ra câu chuyện này và đặt câu hỏi liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đưa ra lời khuyên nào cho người đồng hương của mình hay không. Đáp lại truyền thông nước nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: Shin Tae-young là một người anh em mà tôi quen biết và yêu mến. Tôi từng nói chuyện với cậu ấy rằng trong công việc của chúng ta, nếu nghỉ ngơi quá một năm thì cũng không thực sự tốt lắm. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ấy đã có một năm và năm tháng tạm nghỉ. Trên thực tế thì rất khó để làm việc ở bất kỳ một quốc gia Đông Nam Á nào. Mọi thứ không hề dễ dàng bởi khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và văn hóa. Với Indonesia thì đó là một nơi có nền văn hóa Hồi giáo. Tôi hy vọng là dù có đưa ra quyết định nào thì huấn luyện viên Shin Tae-young cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo thì điểm tốt nhất sẽ là một tập thể có khát khao và khả năng đạt được những mục tiêu đề ra. Tất nhiên, chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc cũng là yếu tố không thể bỏ qua, nhưng việc có thể xây dựng được một tập thể tốt cũng là điều hết sức quan trọng với một huấn luyện viên. Bóng đá Việt Nam trên đường phát triển, tiêu cực liên miên, SEA Games cũng bán độ. Phải mất gần 20 năm để bóng đá Việt Nam tìm đường đi là chúng tôi muốn nói đến điểm khởi đầu từ khi bóng đá Việt Nam làm chuyên nghiệp, bắt đầu mùa giải 2000-2001, giải mang cơ chế chuyên nghiệp và cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia thi đấu. 20 năm và trước đó, bóng ma tiêu cực đã làm cản trở sự phát triển mà lẽ ra rất mạnh mẽ của bóng đá Việt. Nếu so sánh với nền bóng đá Thái Lan, giải vô địch quốc gia hai nước có nhiều điểm tương đồng, như giải vô địch quốc gia Thái Lan Thái League cũng bắt đầu thực hiện cơ chế chuyên nghiệp khoảng năm 2000, nhưng họ thành công hơn vì biết cách tổ chức chuyên nghiệp thực sự, đặc biệt hạn chế được tiêu cực. Trong khi đó, giải vô địch quốc gia Việt Nam tuyên bố chuyên nghiệp hóa cũng ở thời điểm đó, nhưng thực chất các câu lạc bộ sống chủ yếu bằng ngân sách và công tác điều hành giải vẫn nằm trong cơ chế bao cấp khi mà bóng đá không thể tự nuôi sống mình. Cơ chế đó cũng là mầm mống để tiêu cực nảy sinh. Thực ra tiêu cực trong bóng đá Việt Nam đã xảy ra từ rất lâu, những người làm bóng đá lâu năm còn nhớ nhiều vụ tiêu cực gây chấn động dư luận cả nước với cú đá phản lưới nhà của Lã Xuân Thắng tại giải vô địch quốc gia năm 1997. Lã Xuân Thắng lúc đó thừa nhận mình có vấn đề và khẳng định, tôi làm tôi chịu, nhưng tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu. Vụ án tiêu cực liên quan tới Trần Phi Sơn, tức Sơn Cao, cũng năm 1997, được cơ quan chức năng triệt phá bắt nguồn từ việc cầu thủ Trương Văn Dưỡng của đội Hải Quan đã bị xã hội đen đe dọa đòi cắt gân chân vì lật kèo. Vụ này Trương Văn Dưỡng nhận án tù 1 năm, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phúc Nguyên Trương bị phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo và 2 năm thử thách vì tội đánh bạc. Vụ án trọng tài tiêu cực xảy ra ở giải vô địch quốc gia năm 2004 liên quan đến trọng tài Lương Trung Việt, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Hoàng Thế Dũng, Lê Văn Tú cùng lãnh đạo một số đội bóng như Nguyễn Tiến Huy, Vũ Tiến Thành, Lê Văn Cường của Tôn Hoa Sen Cần Thơ. Cho đến khi bóng đá Việt Nam đã vận hành theo cơ chế chuyên nghiệp 14 năm, năm 2014 các cầu thủ đội Đồng Nai vẫn móc nối bán nộ lấy tiền. 6 cầu thủ liên quan đã phải ngồi tù và bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý. Trong nhiều năm tiêu cực trong bóng đá xảy ra liên miên mà đỉnh điểm là các tuyển thủ U23 Việt Nam bán độ ở SEA Games 2005 dưới quyền huấn luyện viên Alfred Riddle diễn ra ở Philippines. Khi đó sự chèo kéo của quốc vượng, 8 cầu thủ đã cam kết chỉ thắng U23 Myanmar 1-0. Kết quả đó vẫn đủ giúp U23 Việt Nam vào bán kết gặp U23 Malaysia. Tài em đã từ chối cú bắt tay này. Trong khi đó, Tấn Tài nhận lời giúp đá thắng nhưng không tham gia vào cá cược. 7 cầu thủ còn lại gồm Quốc Vượng, Văn Quyền, Quốc Anh, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu và Phước Vĩnh đều dính chàm với tổng số tiền bán độ và cá cược hơn 500 triệu đồng. 7 tuyển thủ này sau đó đã phải ngồi tù và tiêu tan sự nghiệp trong tủi nhục.
Cú tiêu cực chấn động này cùng thất bại 0-3 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết ở SEA Games 2005 đưa bóng đá Việt Nam rơi xuống vực sâu, mất hết cả lòng tin với người hâm mộ. Cùng với nhiều vụ tiêu cực khác ở giải vô địch quốc gia, bóng đá Việt Nam chìm trong bóng tối, buộc các nhà điều hành phải tìm hướng đi. Đó là sự ra đời của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF vào mùa giải 2012 để điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia, trong đó có V-League. Bóng đá Việt Nam bắt đầu vận hành theo hướng chuyên nghiệp thực sự với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, dù vẫn còn những tồn tại nhất định nhưng hướng đi đó là hướng đúng để bóng đá Việt Nam có được thành quả như ngày hôm nay. Sau khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 trả lời tờ Siam Sport của Thái Lan, ngày 12 tháng 10, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kiatisak cho rằng ông dự báo sai về thời điểm bóng đá Việt Nam bắt kịp trình độ của người Thái. Ông nói, thành công của bóng đá Việt Nam đến sớm hơn những gì tôi dự tính năm 2013 khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Khi đó tôi nói Việt Nam không thể đánh bại Thái Lan trong 10 năm tới. Vậy mà chỉ sau 6 năm, Việt Nam đã vô địch AFF Cup và SEA Games. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.